những người anh em thiện lành nhưng mà cô đơn FA giữa mùa đông lạnh giá nhá. Chào mừng em ngày đây tụi bài. Bây giờ là 6 giờ sáng rồi. Ở tập trước thì mình có nói là sẽ đi kiếm chỗ để mà xây nhà ấy. Mà xây nhà thì hơi chán, cho nên là thôi, xây nhà để hôm nào mình rảnh mình vô mình xây đi. Trong ngày hôm nay chắc là mình sẽ đi kiếm nguyên liệu để bữa sau xây nhà nhé anh em. Nhưng mà đầu tiên là mình phải chuyển hết cái đống đồ ở đây đi cái này. Cái đống đồ mà mình đang để ở đây quá nhiều đồ ấy này. Đấy, bây giờ mình sẽ chuyển hết cái đống đồ này qua cái chỗ mà cái thùng nước. Ở tập trước mình có nói là xây nhà đó ấy anh em. Chuyển mấy cái thùng qua đó đặt. Thôi mình sẽ chuyển hết mấy cái này qua bên kia. Đó. Này anh em có nhớ cái bồn nước này không? Ở tập trước mình kêu là chuyển đến đây này. Đấy bây giờ mình chỉ việc là xây lại cái đoạn này nhìn cho nó hoàn tá, nhà nó bà tràng hơn một chút nữa là xong rồi. Sẽ đập mấy cái thùng này đi. Đặt mấy cái thùng này lên trên tường nha anh em. Tập trước mình có lượm được mấy cái bản đồ kho báu. Tập này mình đi loot hết đi. Với lại đi kiếm thêm nguyên liệu để mà xây nhà. Tập sau mình sẽ xây nhà nhưng mà chắc là sẽ không quay đâu anh em ạ. Thùng này là để súng, có súng đây. Mấy cái cận chiến thì mình sẽ để thùng bên này. Để vào cho nó theo kiểu một cái trình tự anh em ạ. Nhìn cho nó sang chẳng chọe đúng không? Mấy cái nào mà nhiều quá thì mình đem đi vứt bớt đi. Bây giờ mình chế một cái bàn chế tạo nhá. Bàn chế tạo dùng để chế đồ đây. Cái bàn chế tạo là cái bàn này. Sau 5 phút là mình chế được cái bàn chế tạo này. Trong cái thời gian này chắc là mình sẽ đi đào thêm một ít đất làm cái lò nung. Sau này xây nhà là mình cần phải trộn xi măng đồ các kiểu. Ui, bàn ta là bàn vãi trưởng ra. Nó cần đất với cả đá đồ. Bây giờ mình sẽ đi kiếm đất. Đấy, nếu như mà xây nhà là chỉ có đi phang đất này, phang đá đồ các kiểu như thế này thôi ấy. Nên là hơi chán nên là mình sẽ nết qua đoạn này nhá. Từng này đất chắc là đủ rồi anh em ạ. Coi lại nào. Hơn 6.000 đất chắc là đủ rồi. Có con zombie nó spawn trong nhà mình luôn đấy. Cút ra ngoài. Cút ra. Cút ra ngoài chơi. Mày này. Hôm nay mới vào ấy. Chưa giết zombie nhiều cho nên là chưa quen tay. Đã 12 giờ trưa rồi này. Đặt cái bàn chế tạo ở đây nhá anh em. Mình sẽ chế thêm cái lò nung. Để lò nung ở đây đi. Mình sẽ chia gỗ ra. Đó. Xong khởi động lò nung này. Mình bỏ đất vào nung nhá. Chế đồ đa số nó cần đến lò nung, đồ các kiểu Forest Iron với cái Steel Iron này nó chế cần đến mấy cái như là sắt cùng với đất. Đá thì chắc là dùng để chế xi măng rồi. Được cái máy trộn xi măng. Mình sẽ đặt cái máy trộn xi măng ra đây. Máy mình cần trộn xi măng để sau này làm tường bằng xi măng ấy. Đầu tiên là phải chế từ cái này ra thành cục đá. Cục đá đây. Mình sẽ chế phun cái này. Ok, trong thời gian rảnh rỗi chờ chế nguyên liệu xây nhà thì bây giờ mình sẽ chế luôn cái xe đạp nhá. Khung xe đạp nó cần những cái thứ như sau: Forest Eagle rồi là cái cục động cơ, băng keo rồi các kiểu. Mấy cái này mình có hết đây này ạ. Đây, chế cái khung xe đạp. Đầu xe đạp là mình có rồi. Giờ chỉ chờ chế xong cái khung xe đạp rồi là chế thành nguyên cái xe đạp rồi là xong anh em ơi. Cái đầu xe đạp bữa giờ mình đi lúc được 4 cái lận. Này, khung xe đạp chỉ còn 3 giây nữa thôi là chế xong. Chế xong khung xe đạp là chúng ta sẽ có chiếc bicycle này. Đâu rồi khung xe đạp? À đây. Chế bicycle. Ui, 20 mấy giây nữa thôi là có bicycle chạy rồi. Được của nó. Đây, chế thành công chiếc bicycle này anh em. Đi đào kho báu tiện mình đi kiếm thêm đá với đất ấy. Đào kho báu là nó đào xuống dưới đất cho nên là trong cái lúc mà đào cái bản đồ kho báu chắc chắn là mình sẽ gom được rất là nhiều đá cùng với đất. Đấy, cái hộp kho báu phía bên kia. Mình sẽ ai Motherfuck, gãy xương 2 tiếng. Mình lên lấy cái nguyên liệu băng bó cái chân lại cái nào. Cay thế nhở, chưa làm được cái quần què gì là gãy xương rồi. Cái nẹp chân đây, mình sẽ băng bó cái chân lại. Để mệt như nó chứ. Nhà ở trên này hình như là không an toàn cho lắm. Đặt chiếc xe đạp ra. Xoay, bản toàn liền đấy em. Có xe đạp chạy liền. Cái bản đồ kho báu xa thế nhở. Cắt còn 140 mấy mét, nó hiện ra góc tay phải này. Hình như đây này. Đây rồi, đến đây này anh em. Ủa, ở đây có con zombie. À, mình dùng cái máy khoan, mình khoan đầu nó được không nhở? Ok, à đây, được. Mặn phết đấy em ạ. À, khoan mặn phết chứ đùa. Ui. Dùng cái máy khoan này đi đào kho báu phải gọi là hết nước chấm luôn. Khoan đến đâu là vòng bo nó thu nhỏ đến đó này. Anh em có nhớ hồi trước mình đi đào cái bản đồ kho báu này bằng xẻng không? Đào lâu vãi lên, dùng cái máy này khoan tí là xong luôn này. Đây, cái hộp kho báu đây. Mà mình mới lượm được có một ít đất à. Mình khoan thêm nhá. Khoan đoạn này rộng ra tiện farm thêm đá, đất. Bữa sau mà xây nhà luôn. Tính zom. Ôi, con zom rồi đấy. Mày đầy. Tò bò với chúng tôi này. Rồi, tuần này đá với đất chắc là ok. Rồi mình sẽ chế hết thằng cái nguyên liệu để xây nhà. Cái đường này là phá luôn bằng cái máy khoan nhá. Có 7.000 máu à, khoan tí là xong chứ mày. À, mở ra xem có gì nào. Ui, 6.200 xu một đống đạn súng lục. Phụ kiện rồi là có cả băng đạn làm AK luôn.
Tính này khá là ok đấy. Dòm mày. Mình mở nốt cái bản đồ kho báu này nhá. Đây nó ở hướng phía bên đây. Ui, ở đằng xa xa này có một quả tòa nhà này anh em, nằm sâu trong rừng luôn. Cái này người ta gọi là biệt thự ấy. Nó nằm ở giữa rừng không ông quặn luôn. Nhìn uy tín phết đấy. Tí mình quay lại mình lút sau, mình đi đào kho báu cái nào. Sắp đến rồi này anh em. Cắt qua một đoạn nữa, đây, ngay trước mặt đây. Đây, cái vòng đây rồi à. Em thấy không? Ui, mày đào đến đâu cái vòng nó thu lại đến đó này. Xôi, xôi. Đến kho báu rồi đây này. Đào thêm nha anh em, đào thêm đá cùng với đất. Buổi sau xây nhà đồ nó tốn lắm anh em ạ. Cho nên là bây giờ mình phải đào sản đi. Ô, dân chơi, dân chơi, dân chơi. Dân chơi, dân chơi. Ok, tường này đá chắc đủ rồi đấy. Đã đào cái hộp kho báu đi. Rồi, có xem có gì nào. 11 cục vàng. Đạn AK, đạn súng lục. Hộp này cùi vãi nổi ra, không có gì ngon. Không có xu luôn. Tao lượn chim cút thôi. Mình đi lút mấy cái nhà ở trên bản đồ này xem có gì không nhá. Cái nhà đây, cái nhà nằm giữa đồng không ông quặn lúc nãy mình nói đây. Chúng ta cùng vô căn nhà này và xem bên trong có gì nào. Thấy bể tép hét trên tường như này nhìn không uy tín như lắm thì mày. Lúc này nhìn được đằng mặt đằng trước. Nó không có lủng lổ kiểu như thế này. Rồi mình đi tường sau đến nhìn có vẻ như là không uy tín như lắm. Cửa mở sẵn luôn rồi này. Và đây bị bể. Nani, xuống luôn. Đi theo cái nhà này luôn nha anh em nhá. Zone play luôn nhá. Ai lại chế bắc phong đi sầm nhảy lên trên nóc bao giờ đúng không? Căn bản như nhà nào mà mình đi rồi thì mình chơi bắc phong đi sầm nhảy lên luôn cho nó nhanh. Còn mấy cái nhà này mình chưa đi bao giờ ấy. Cho nên là mình đi như thế này để trải nghiệm cảm giác lần đầu. Lần đầu cái đéo thì toàn là rác không thế này. Có con zombie tật nguyền ở đây nữa. Hey slow. Dân chơi zombie bị chỗ. Ui, ui, ui. Cái đỉnh mệt vãi trưởng của zombie này. Vẫn nó còn cháy luôn này anh em. Ui, lần đầu tiên mình thấy luôn đấy. Nó chết, nó biến thành zombie, nó vẫn còn bốc cháy. Đù, có tiếng zombie luôn. Mày này. Có đèn pin, hai cái nồi cùng với hai cục thịt thối. Cái cục thịt thối này nếu như mà mình đem về mình chế lại thì có thể ăn được. Nói chung là cần phải chế biến thì ăn được. Mà mỗi tội anh em cũng biết rồi đấy. Mình lười vách cập bìu cho nên là dẹp. Đèn dài ơi, dậy đèn dài ơi. Chị gái, ô, thêm ăn dài à? Ăn dài. Ok, chưa chết à? Éo có gì hết thế này. Cái nhà này bị cái éo gì ấy nhở? Nãy giờ không lút được cái gì luôn đấy. Trong đây có zombie này. Đấy, không sai mà. Mày này. Đoạn này có sập ông đây. Nghi đi qua sập lắm rồi nha. Cái nhà mà kiểu như thế này ai đi qua xong sập xuống á. Này thì ngủ này. Này thì chị gái này. Ô, đông vậy. Em có làm gì đâu mấy ăn mấy chị căng ấy. Có thanh niên này chui đâu ra đấy. Có chị gái này nữa. Có chui đâu ra nhở. Thực ra là mình vừa đi từ đó ra luôn đấy. Cầu thang đi lên tiếp. Ơ, sao giống lầu 1 thế? Cái phòng này giống y đúc cái phòng ở lầu 1 luôn. À không, phòng ở lầu 1 có cái cầu thang ở đây và có cái ba lô. Ở đây có cái lỗ này, nhảy ra đây hả? Ê, có con quạ này. Ui, hai con. Ba con luôn. Đường này không đi được, vậy là bắt buộc phải đi bằng cái đường ở lỗ này rồi. Thấy bao? Mày này. Căn nhà này to ấy này. Đúng kiểu biệt thự luôn. Đoạn này khóa rồi, phá cửa luôn. Ờ, được cái con dao găm này. Nhưng mà mổ tội là nó là level 1. Ủa, cái này có sập không nhở? Nhìn giống sập thế nhở. Đây có mấy cái tổ để mình mở xem. Rồi, 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 sao bỏ mẹ luôn. Má nó chứ. Cái đoạn kia thì nó đéo sập. Cái đoạn nhìn lặn lặn vãi cả trường ra thì nó lại sập. Lừa người vậy. Mày ngủ này. Chơi cận chiến luôn nha anh em. Ôi ôi sao đông thế. Thôi chơi súng đi. Để vào quần tính mạng thì chúng ta nên chơi súng. Quá là đông do mày. Thà như một hai con thì chúng ta chơi cận chiến được. Ở đây đông quá. Đồ 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 đồ. Sao nhà này nhiều với chị gái mà núi to ấy nhở. Ồ hai con. Mày hai con. Ui ba con. Mày ba con. Chết kiểu gì đấy, chết lại còn quỳ à? À nhìn đẹp trai ấy. Ơ ăn bên đây chết lại còn gật gật đầu ấy nữa.
con dương vai trước nhiều lúc nhìn chúa hề vãi hình. Asidu một bé này. Ôi ok ok chị gái, chui đâu ra đấy hả? Ăn dai này nữa. Ra hết đây đây, đừng có chơi nấp nhá, ra hết một lần đây. Mày này, ủi nhà này có cả cái thằng bảo vệ mà phun độc luôn này anh em. Thằng màu xanh nước biển đây. Nó có quả chức năng tự hủy cơ. Mà đứng ở xa nó còn phun độc nữa. Ok, đi làm gì đấy? Hả? Có tiếng zombie ở phía bên đây. Ra hết đây, ra hết một lần đây, sát học làm giáp này. Con nít con nôi cút chỗ khác chơi. Nó rơi ra cái ba lô. Uầy, 700 xu với một đống đạn súng trường. Nhiều lúc mấy cái xác mấy con zombie này ngon hơn cả khi mà mình đi lúc thùng luôn á. À đây rồi, đồ đây rồi. Ui cái két 10.000 này. Ui, được cái dao level 6 luôn này. Ma, còn cái level 1 này thì vứt bà đi chứ để làm gì. Trời ơi, hẳn level 6 không xài, xài cái level 1 làm gì. À, ngon, nhà này lúc được cái hunting level 6. Cái dao mà trọt ở trên đầu trọt xuống ấy, nó giống như cái xương mà mình hay trọt ấy. Được của nó, ở đây còn cái két 10.000. Mình đã có 4 cái lockpick, lock luôn đi. Mong rằng là với 4 cái lockpick này mình có thể phá được cái két sắt này. Ui, khả năng một cái được luôn này. Một cái lockpick mở được luôn cái két sắt này. Ô, thật luôn anh em ạ. Ui, một cái mở được luôn. Có lại được hai cái bản đồ kho báu này. 21 cái lockpick. Trời ơi, phụ kiện gắn vào dao, được của nó đấy. Được thêm hai cái bản đồ kho báu anh em ạ. Đỉnh cao thật đấy. Vừa xài hết hai cái bản đồ kho báu mở rương lại được tiếp hai cái bản đồ kho báu. Mở luôn đi. Thôi rồi. Ok á. Mình vừa mở bản đồ kho báu rồi mà sao nó không hiện lên trên bản đồ nhở? Cái này chắc là phải out game vô lại rồi. Để cái xe đạp này nào. Nó không có hiện cái rương ở trên cái thanh tìm kiếm này. Không thấy cái kho báu ở trên map luôn anh em ạ. Không thấy. Ở bên đây có cái gì này? Phía bên đây hình như nhà hay cái gì đấy. Nhà kho à? Lút luôn nhá anh em. Con zombie đang đứng đây luôn này. Ê, này là khu quân sự. Ừ, cái này khu quân sự rồi. Test thử con dao anh em ạ. Sao lại bò? À, quá ghê gớm luôn. Để mình chuyển mấy cái. Ủa, chết luôn kìa. Cái hiệu ứng chảy máu chết nó luôn kìa. Thì mình chuyển mấy cái này là mấy cái phụ kiện. Chuyển hết qua con dao này cho nó thêm đam nhá. Đấy, vứt bà cái xương này đi. Đây, đường vào đây. Hey, slow. Trong đây chắc chắn có zombie này ạ. Trong cái lều này này. Nói không sai mà một phát vào đầu chết luôn. Dao nó phải khác với một cái xương xương chó chọt chọt chứ đúng không? Dao nó phải uy tín hơn chứ. Cái khu này nghèo vậy. Có cái túi ở đây. Mình bắt cua lên trên nóc nhà xem có gì không nào. Đây có cái ba lô. Phụ kiện súng sọt gân. Nhà này nghèo vậy. Mình phá cửa này có á xidu. Mày, zombie này, zombie quân đội ấy. Nó trâu, mày thì trâu. Đây có cái thùng, sau đây có cái túi này. Em có gì thế này? Phải lìn, hai chiếc nước. Khu quân sự đều không có vũ khí gì hết à. Nghèo như chó rắt vậy. À, xin được ngủ, ở đây này có thêm cái gì nữa này. Đúng ngay đây luôn. Để giết thằng mập địch này cái nào. Thằng mập địch. Mày này, khu gì đấy ta? Nhìn có vẻ uy tín này anh em. Cất cái xe đạp trước đi cái nào. Khu này nhìn uy tín này anh em. Ui có cả bom luôn. Khu quân sự chắc luôn này. Đây mới là gọi là khu quân sự này. Có zombie. Đã. Ê kìa. Zombie phòng độc. À đây mới gọi là khu quân sự chứ anh em. Cái kia chắc là nhà kho thôi. Mà nhưng mà nhà kho thì phải nhiều vũ khí, nhiều thức ăn chứ nhở. Thằng đầu moi này. Mày đó chơi tao à. Ra hết đi. Ra một lượt đi. Đúng rồi, chị gái rất là Spider-Man nhá. Em y tá xinh đẹp nhá. Ăn ra đang ngủ à? Này là phòng ngủ chung này anh em. Chỗ quân đội người ta ấy. Có một cái giường để ngủ như thế này thôi. Đấy, xe quân đội này. Lại dòng quân đội. Mày dòng quân đội. Ui cái lòng của nó. Eo mẹ, giờ mới để ý đây là cái ruột hả mẹ? Đục lạc luôn, nhịp thích đấy. Học cái sắt lòng camera đi. Khiếp. Đây là gì? Mở được luôn này. Ồ! Oh, motherfucker. Ồ! Mẹ bên dưới đây có vẻ như là cuốn này. Nhưng mà từ để mình lên cái chòi trên đây xem có gì trên đây không. Ồ vâng, có hai con giòm. Giòm mắt vàng. Giòm quân đội. Có đạn. Ui, bỏ
bom lửa luôn đấy em ạ. Thôi xuống dưới đây khám phá đi anh em, đồ ngon mình nghĩ là sẽ ở dưới đây đấy. Kéo ấy được, bây giờ mình phải phá cái này á. Trời ơi, 21.000. Kìa, đoạn này có đường đi này. Trời ơi, thế mà mình không biết đi phá cái cửa 21.000 làm cái ếu gì. Mình chỉ việc giết mấy con zombie này xong rồi mình đi vào thôi. Mày zombie. Mày zombie. Mày zombie. Ơ kìa, chưa chết. Má con này trâu. Ủa, con này trâu vậy. Con này chưa chết. Có đường đi vào luôn này. Ủa, thì ra là như vậy à? Thế là mình đứng ở ngoài kia mình phá cái cửa kia 20.000. Ảo thật ý. Thế nào nghe có gì, có phụ kiện làm súng không à? Phụ kiện làm súng mình không cần cho lắm. Mình đa số vũ khí đi lượm lười chế. Cứ tưởng ở dưới đây sẽ là một cái tiền đồ gì đó to lớn lắm. Nghe nào toàn rác là rác. Thôi à, tao lượn chim cút tôi anh em ơi. Mình sẽ chế cái xô xi măng. Chế hết thằng cái xô xi măng đi. Bởi sao mình sẽ tường thành bằng tường xi măng luôn nhá anh em. Cho nên là bây giờ mình phải chế hết mấy cái nguyên liệu này. Rồi, bây giờ thoát game vô lại cái nhá. Để cho nó reset lại cái bản đồ kho báu. Mình đi đào bản đồ kho báu tiếp. Đấy rồi. Đây, nó hiện ra cái bản đồ kho báu này. Biết ngay mà phải thoát game vào lại. Đây, nó hiện ra bản đồ kho báu. Cắt mình có 700m. Mình sẽ qua đó đào. Đây, bản đồ kho báu nằm ngay đây luôn. Đó, được của nó. Hình như là mỗi ấy nó chỉ cho là phụ kiện ra đấy. Nó chỉ cho là hai lần lút bản đồ kho báu thôi. Muốn lút tiếp thì mình phải thoát game vào lại. Ăn béo mập địt này. Mày. 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 Ôi sao bằng bo nó không. Ây da. Cút ra chỗ khác chơi. Sao cái bằng bo nó không thu lại nhở. Rồi, đào to như thế này mới chịu thu. Lúc này mình đào nhanh lắm mà ta. Sao giờ đào lâu vậy ta. Ờ, được cái gì nào? Ui, loại 6.000 xu. Thêm cả băng đạn làm AK đồ các kiểu nữa. Kho báu này ngon đấy, kho báu này uy tín phết đấy. Còn cái này nữa mình xài nốt luôn nhá. Đi lúc nốt cái kho báu này luôn. Đây, nó cắt mình 900m lận. Vãi trưởng xa thế. Ui, dòng bài. Ui, đấy là qua thành phố khác luôn rồi này anh em. À đâu phải. À đúng rồi, xa xa bên kia là thành phố khác. Ở đây có một cái căn nhà lẻ loi. Nhìn giống nhà ma nhở. Vô thử không? Anh em vô thử cái nhà này đi. Có cả cái bóng đèn sáng vách cả trường ở đây. Mình nghĩ là sẽ có tiềm năng rất là lớn. Hey Slow, nhà có ai không? Tính ra bây giờ là 1 giờ sáng của ngày thứ 6 rồi đấy anh em. Em vô nhà người ta vào lúc 1 giờ sáng. Trên đây có gì không nhỉ? Mình thấy ở trên đây có cái lẩu thì mình nhảy lên mình xem. À có cái túi ở trên đây. 2 viên thuốc hồ chim. Ừ, thế là hết rồi á. Nhà xịn vậy luôn á. Hả? Chịn vậy luôn á. Đùa không vậy? Nhiều đồ hết mức. Hết mức có thể à? Mẹ nhà chịn vậy luôn á. Đùa à? Ồ có tiếng cho bài ở trên lầu. Vậy là bên trên mình vẫn chưa lút hết. Để mình lên trên mình xem. Ồ ồ ồ ồ. Có chị gái áo xanh vừa nhảy xuống. Nhưng mà chị gái chui ở đâu ra ấy nhở? Phòng này ra hả? Đâu phải, phòng này mình lấy rồi mà. Mình lút rồi mà. Chị gái này làm chó bò gì đấy? Nhà này không có gì anh em ạ. Bảo thật chứ. Ơ cái chị gái ấy. Chị áo xanh lúc này vừa lầu 2 nhảy xuống xong kẹt mèo khóc lắm. Đưa hai tay lên trời. Tay song song mở vai. Úi dồi, Spiderman giải cứu thế giới á. Tạm biệt chị gái nhá. Chị gái này. Chị gái đúng kiểu tấu hài luôn. Thôi tao lượn chim cút qua cái bản đồ kho báu phía bên kia đi. Xa thế nị. Ủa đây có cái gì đấy. Ồ, có đường đi xuống luôn. Này chắc là khu mỏ. Xuống luôn nhá anh em. Ngần ngại gì. Mình có quả dao Curry Tiger. Ui, anh nhìn đoạn này có vẻ uy tín này. Trên đây có hai cái thùng này anh em. Uy tín đấy. Đâu để mình đi xem thử xem ở đây có gì nào. Bây giờ mình bắt Foundation. Mình nhảy lên mình lút được đồ ở trên đây à. Nhưng mà thôi, vì lần đầu mình đi cho nên là mình sẽ đi xem là có gì hấp rẩn trong căn hộp này. Mày, ai da, mày. Mày. Ai da, mình bị gãy xương rồi em ạ. Cút ra chỗ khác thôi. Đây có cái bóng đèn. Ô, ô, có con zombie bị gì tật ở đây. Mày này. Ngủ thì ngủ đi, dậy làm gì vậy em trai. Ui, giáp đùi level 6 luôn. Được của nó.
trong đây có cái vòng của bản đồ kho báu là sao? Này là cái vòng bản đồ kho báu mà. Kho báu nằm đây nhá. Dớn quại, ôi ôi, mày ăn dài ơi, dớn quại vậy mày ăn dài. Má nó vả mình được một phát rồi đây này. Định mệnh nhà mày, định mệnh nhà mày. Ui cầu thang đi lên. Mày tối thế nhở? Đâu đây? Đây là đâu mà em lái? Có tiếng giòm ở đấy. Rất là nhộn nhịp, rất là nhộn nhịp đấy. Mày này. Bác Foundation đi cho chắc chắn. Đấy, nó phải như thế chứ đúng không? Hai cái nồi lẩu. Đàn súng lục. Mẹ tầm rác không là rác. Xin đấy. Eo có gì cả. Lúc cái đoạn này tốn thời gian vãi lìn mà eo có gì. Cay vãi lời. À, anh bạn ơi, từ ra xin đây nhá, xin đây nhá, làm gì mà cắn. À, nó chưa gãy xương nữa rồi. Lại gãy xương rồi. Má, nó cay thế nhờ. Lúc đen như chó vậy. Tính ra bản đồ kho báu nằm ngay bên cạnh luôn à. Nằm ngay đây luôn, lại có chó. Chó đâu ra chó lắm vậy. Chó đừng có nói là cái hộp kho báu nó lại spoil ra xuống phía bên dưới kia nha, tao khóc á. Khóc thật á, spoil xuống dưới cái hầm là tao khóc luôn á. Đây spoil, nó spoil phía bên trên mặt đất này à, chứ nó mà spoil xuống dưới kia là khóc thật đấy. Khóc thật đấy anh em ạ, không giỡn. Ui một cái lockpick được luôn này, có tiếng zombie. Ấy anh bạn à, làm gì mà căng vậy anh bạn? Anh bạn che mẹ cái thùng thính của mình rồi. Sửa lại cái máy khoan này anh em ơi. Cái máy khoan hư mất tiêu à. Uầy, được quả AK level 6 này anh em. Hôm nay là một ngày bội thu. Được cái hùng tinh level 6 với quả cây AK. AK ngon vãi lìn tề. Đi về thôi. Ê anh bạn zombie này, anh bạn zombie này tính làm gì đấy? Tính test AK à, hả? Con bạn test cái AK liền. Thích thì chiều liền. Thích thì chiều liền, mình bắn gãy chân gãy tay nó luôn nhá. Mẹ ơi thích thì chiều. Ok kìa, mất xác rồi đấy. Má bầu trời nó bắt đầu chuyển sang màu đỏ rồi anh em ạ. Anh em cũng biết là tên con game này là 7 Day to Die đúng không? Thì dịch ra tiếng Việt là 7 ngày sống hoặc chết ấy. Đấy. Ngày thứ 7 người ta thường thường gọi là đêm trăng máu. Anh em nhìn bầu trời nó bắt đầu chuyển sang màu hồng đỏ đỏ đúng không? Đêm thứ 7 nó sẽ là đêm đỏ chót luôn và một đống zombie nó sẽ kéo đến tấn công mình. Ngày hôm đó, hôm nay là ngày thứ 6 của trong con game này rồi này. Ngày thứ 6 mình sẽ dàn ra để mà xây nhà. Cái xong ngày thứ 7 mình sẽ vào game và mình sẽ quay lại cái thành quả mà mình xây được trong ngày thứ 6 cho anh em xem. Chứ giờ mà để ra một đây để mà xây nhà quay lại cho anh em xem thì nó nhảm lắm. Chỉ có đi farm cùng với xây nhà thì nó rất là chán luôn. Cho nên là ngày thứ 6 mình sẽ không quay. Đến ngày thứ 7 mình sẽ bắt đầu làm clip cho anh em xem và cho anh em xem được cái thành quả mình xây luôn. Mà chắc là mình cũng không xây gì đâu. Mình chỉ xây cái bức tường và trang bị thêm mấy cái súng máy vào thôi. Để mà mấy con zombie nó đến thì nó bắn thôi chứ. Mình chả biết xây gì cả. Được rồi, cái clip của mình hôm nay đến đây thôi nha anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.